Chào tất cả mọi người, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm con cua bằng lá dừa ha. Công cụ mình làm thì thường là thế nào, đây là lá dừa nước nha. Rồi, bên đó này, đây là dao cắt giấy nè, kéo nè, cây bấm nè. Rồi đây là cây kìm nha, và cây này là cây cắt kẽm. Rồi bên đó mình sẽ cần những con cái hạt như vậy nha, và cây kẽm. Không thể thiếu đó là lá dừa nước nè. Rồi bây giờ mình sẽ gốc lá dừa nước này ra. Lá này mình làm là rất là dài nha. Rồi mình sẽ gốc những phần cứng ra nha. Nó sẽ có hai phần cứng nha, phần sống cứng và phần rìa lá cứng. Mình gốc được như vậy thì mình sẽ nắm mình vuốt nha, mình vuốt để cho hai phần lá này nó sẽ tách ra làm hai. Đó, rìa lá tách ra được như vậy thì mình sẽ sử dụng lá nè. Một cái lá mình sẽ bẻ nó như gì. Rồi ở đây nè, mình sẽ bẻ một vòng cua nè. Mọi người chú ý nè, đây là cái phần cứng nha, mình sẽ bẻ vào đây nha. Rồi, còn cái phần cứng đây nè, đây nó cũng có phần cứng nữa ha. Phần đầu cứng là phần gốc trong đầu trong nè, mình sẽ xỏ qua. Mình sẽ để cái tỷ lệ nó sẽ dài nha, đầu này cũng dài nè, đầu này cũng dài. Rồi ở đây mình sẽ bẻ qua, mọi người bẻ như theo mình nha. Đó, bẻ vòng qua bên đây nè, rồi vòng ngược lại, chừa cái lỗ này sẽ xỏ qua. Rồi ở phần này á, mình sẽ là tiến hành mình kéo siết chặt lại. Khi mình kéo đã nó siết chặt như vậy rồi thì ở đây nè, mình sẽ dùng cái dao mình đọc giữa đây và mình xỏ qua đặng cho nó cố định lên nha. Cái đây là cái tạo dáng này là tạo dáng ngắn. Tiếp tục bên đây mình cũng vậy, nó gập giữa nè. Rồi mình sẽ xỏ qua. Mình sẽ bóp lại ha, cho nó tròn ra. Rồi cái gì là ok nha. Không còn kế tiếp là mình sẽ cái phần đây, mọi người xem nè, cái phần đầu bự này nè là mình sẽ làm càng nha. Mình sẽ bẻ về trước nè. Đó, mình dùng cái bấm mình sẽ bấm lại. Bên đây cũng vậy, mình sẽ bẻ về trước. Bấm lại. Đó, nó là tạo dáng như gì thì mọi người cầm đây nè, mọi người để ý tay mình ha. Ở đây á, mình sẽ bẻ cong gì dòng xuống, mình tạo một cái lỗ ở đây thì mình bẻ, mình sẽ xỏ nó qua liền. Đó, mình xỏ được gì thì mình cặp đôi nó lại, mình sẽ xỏ vô trong nè. Có cái bấm nè, mình sẽ bấm lại. Giờ mình bấm ở ngoài này với trong đây lại, phía bên đây cũng vậy luôn nha. Mình sẽ bẻ cong gì trước nè, luồn gì cong gì sau nè, tạo cho một cái lỗ gì.
rồi mình sẽ xỏ qua. Mọi người đấy là mình sẽ cho nó sát vô trong đây ha. Rồi mình sẽ bẻ gập lại. Cái này thì nó hơi dài phải không, mình sẽ cắt ngang ngắn lên tí, mình sẽ bẻ cong nha. Đó. Ở đây nè, mình sẽ o nè. Mình o mấy ra nè ha. O ra gì nè, thì nó mới giống cái càng. Đó. Tiếp theo thì cái phần sau này nè, thì mình cắt ngắn vậy thôi, để cho mình dễ làm. Đó. Ngắn gì phải không? Mình sẽ nè. Cắt chia làm 4 nha. Đó, đầu tiên mình cắt làm 2. Đó, sau đó là mình chia ra. Đó, thành làm 4 nè. Đây cũng vậy luôn. Bên đây mình cũng chia, đầu tiên chia làm 2 trước. Rồi mỗi phần nữa mình chia làm 2 nữa. Đó. Khi mình chia được gì á, thì ở đây mình sẽ lấy cái kéo nè, kéo ăn cưa nè, mình sẽ cắt nó. Đó, mình cắt gì nó tạo cái càng rất là giống nha. Mình là sẽ làm bên đây trước nè, mọi người để ý nha. Đây, mình cũng y ăn cái làm cái càng trước luôn. Đây nè, mình sẽ bẻ về trước. Rồi ở đây mình sẽ xỏ qua. Đó. Còn không mọi người sẽ làm thêm phần bên đây cũng hay, theo cách này cũng được nè. Đây mình bẻ cong nè. Đó. Rồi mình sẽ xỏ về nè. Đây nè, mình sẽ bẻ gì trước nè. Công gì sao nè. Đó, rồi xỏ qua. Đây là mình cái miếng nối nó liên tiếp nha, nên mình cầm tiếp đây. Mình cũng làm y chang vậy luôn. Bên đây mình cũng làm cái gan bên đây luôn nha. Rồi mình được như vậy thì mình sẽ dùng kéo nha, mình sẽ cắt xéo nè. Đó. Từ trong mình xéo ra. Rồi đây là cơ bản thôi. Tiếp theo là mình sẽ dùng cái kẽm nè, là mình sẽ xỏ cái hộp này vào. Đó. Rồi cái đầu này mình sẽ xỏ qua. Từ bên đây mình xỏ qua nè. Đây. Xỏ vào. Nó có phần dư nè, mình lấy cái cắt kẽm mình cắt bỏ. Rồi, lấy cái kìm. Mình sẽ bẻ co câu lại. Sau đó là mình bẻ cái đậu cao lên nè. Rồi, như vậy là nó hoàn thành con cua nha.
mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like nha. Còn như chưa đăng ký kênh thì hãy bấm cho đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.